Hoàng Sa, Thái Bà 22-17. Đội Thái Bà có mất điểm được không? Có đẻ hai đồng vào thi đấu ván thứ ba hay không? Đội Cường Sơn cố lên, mất điểm ở suất thi đấu suất thứ hai đi. Ôi trời, không còn lưới điểm cho đội Thái Bà 23-17. Các bạn đang theo dõi trận thi đấu thứ ba giữa đội Trường Sơn gặp đội Thái Đào. Một pha đập bóng cực kỳ hay của đội Trường Sơn, điểm cho đội Trường Sơn 18-23. Không được rồi, đập bóng ra ngoài, điểm cho đội Quỳnh Sơn 19-23. Đội Thái Đào cố lên, hai điểm nữa thôi. Chắc chắn bên trong lưới rồi. 2 đến 19.